Và tiếp theo sẽ là thời tiết nông vụ cùng với biên tập viên Hải Yến. Thời tiết lạnh kéo dài trong những ngày vừa qua thì đã khiến người trồng mai ở Đà Nẵng lo lắng khi mà hàng nghìn gốc mai không nở kịp vào dịp Tết. Vậy thì bà con cần có những cái biện pháp chăm sóc mai như thế nào cùng với diễn biến thời tiết sắp tới chị? Vâng, các đợt không khí lạnh mạnh liên tục tràn về từ nửa cuối tháng 12 đến giờ đã khiến cho thời tiết tại Đà Nẵng nhiều ngày có mưa lạnh, nhiệt độ trung bình ngày đều dưới 20 độ. Cụ thể là hàng nghìn gốc mai tại quận Cẩm Lệ bị ngậm nụ, búp mai thì teo lại như thế này. Bà con vô cùng lo lắng cây mai sẽ không kịp nở vào đúng dịp Tết. Mà theo dự báo là khoảng 3 ngày nữa, tức là từ ngày 26 tháng 1 trở đi, thì trời sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới và tăng cường vào ngày 28 tháng 1. Chính vì thế mà thời tiết tại Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái là mưa lạnh từ ngày 26 tháng 1 cho đến đầu tháng 2. Nhiệt độ ban ngày là từ 22 đến 25 độ, về đêm và sáng giảm xuống chỉ còn khoảng là 18 đến 21 độ. Trước diễn biến như vậy, bà con cần có các biện pháp thúc để hoa nở đúng dịp Tết. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả có một số khuyến cáo tới bà con như sau. Để thúc cho hoa mai nở đúng dịp Tết, ngừng tưới khoảng 3-4 ngày, sau đó tưới nước thật đẫm trở lại bằng nước ấm 40-50 độ và quanh gốc 2-3 lần một ngày. Ban đêm, bà con quên ni lông và thắp điện. Phun phân bón lá đầu trâu 901, 902 hoặc một số chất kích thích nở hoa khác. Chuyển sang thông tin dự báo cho các vùng chuyên canh nông nghiệp khác trong 7 ngày tới. Vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời chuyển rét cả ngày từ 27 tháng 1 do có không khí lạnh mới tràn về, có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 18 đến 21 độ. Đồng bằng sông Cửu Long thời tiết ổn định, những ngày tới không có mưa trái mùa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ.